Xin kính chào quý anh chị. Phía dưới màn hình của chúng ta đây là ngã ba giữa đại lộ Bình Dương và đường TC3 quý vị ha, thuộc thị xã Bến Cát của tỉnh Bình Dương. Như quý anh chị thấy dân cư hiện hữu đông đúc, và phía dưới chúng ta đây là cái trục đường kết nối ra ngã tư này, và đây dần dần lộ ra đó là dự án Golden B, hay còn gọi là dự án Golden Center City 2 do Kim Anh Group đã triển khai tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Dự án có quy mô 26,4 hectare, bao gồm 1.100 sản phẩm đất nền và nhà phố. Đó, đây là dự án do Kim Anh Group phân phối và phát triển độc quyền. Như quý anh chị đã thấy, đã có cư dân vào sinh sống ở dưới dự án khoảng tầm 20% rồi quý anh chị ha. Bên tay trái của quý anh chị đó là trục chính của dự án, kết nối vô trục chính của đường Ngô Quyền quý anh chị. Đường Ngô Quyền là một trong những trục đường dân sinh hiện hữu kết nối trực tiếp với quốc lộ 13. Quý vị nhìn góc ở bên tay tay trái phía bên kia đó là dự án Mega City 2 của chị ha. Dự án Mega City đó, phía dưới đó là trục đường Ngô Quyền đúng không chị, hướng xe chạy vô là kết nối từ quốc lộ 13 đi vô, và đây là cái đường hiện hữu để di chuyển ra chợ Bến Cát. Huy có làm một video về vị trí của dự án Golden B, dự án Golden A, dự án Mega City tại thị xã Bến Cát. Huy có đã link dưới phần mô tả. Nếu quý anh chị chưa nắm được vị trí thì có thể xem video Huy đã dưới phần mô tả nhé. Đây là toàn cảnh của trung tâm thị xã Bến Cát quý anh chị ha. Trục đường phía trước đó chính là trục đường quốc lộ 13. Đó, những tòa nhà mái đỏ đỏ của những cái tòa nhà hành chính của thị xã quý anh chị đó, và bên kia đường những cái ngôi nhà một trệt hai lầu phía bên kia đó chính là dự án Golden A. Dự án Golden A và dự án Golden B là hai dự án nằm phân bổ hai bên của trục đường quốc lộ 13, hay gọi là đại lộ Bình Dương quý anh chị ha. Và đây là toàn cảnh của dự án Golden B quý anh chị. Ở phía dưới đó là những cái mái nhà của các khu công nghiệp của Mỹ Phước với chị, hai dân cư hiện hữu đông đúc. Nếu quý anh chị có nhu cầu sở hữu những sản phẩm tại dự án Golden B, hoặc quý anh chị đang có sản phẩm ở đây muốn ký gửi lại, thì quý anh chị có thể ủng hộ Huy bằng cách liên hệ với Huy qua hotline ở góc phải màn hình nhé. Ở đây là những cái toàn cảnh của hạ tầng của dự án Golden B. Đây là toàn cảnh của cái ngã ba lúc nãy của chị ha. Cái tòa nhà màu vàng vàng đó chính là bệnh viện đa khoa Mỹ Phước của chị ha. Hiện tại chủ đầu tư đang tiến hành xin những cái thủ tục để kết nối ra được đại lộ Bình Dương với chị ha, tạo thành một cái tuyến đường nội khu của dự án kết nối với trục đường quốc lộ 13. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Nếu thích video thì đừng quên cho Huy một like. Nếu quý anh chị chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào biểu tượng đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video tiếp theo của Huy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.